Chiều nay, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với tập đoàn thương mại Aeon Nhật Bản về cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi làm việc, giám đốc cấp cao tập đoàn Aeon Okazaki cho biết, được thành lập từ năm 1758 với lịch sử trải dài trên 250 năm. Hiện Aeon là tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2018, tập đoàn Aeon Mall đã có 6 trung tâm thương mại đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng và đã khởi công xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall tại Thừa Thiên Huế. Công ty Aeon Mall và tập đoàn thương mại Aeon đã xác định Việt Nam là thị trường đầu tư trọng điểm tại khu vực châu Á. Hiện Aeon Mall đang nghiên cứu lựa chọn địa điểm phù hợp để phát triển trung tâm thương mại tại Đà Nẵng. Lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng sẽ nhận được hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố để Aeon Mall có thể hiện thực hóa và triển khai dự án trung tâm thương mại trong thời gian sớm nhất tại Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo cấp cao tập đoàn thương mại Aeon đối với đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng. Buổi làm việc hôm nay khẳng định một lần nữa cam kết đầu tư cũng như sự đồng hành của thành phố trong kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng của tập đoàn. Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai thủ tục pháp lý liên quan đấu giá quyền sử dụng đất để sớm hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác phát triển về việc nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại Aeon Mall tại thành phố Đà Nẵng đã được hai bên ký kết vào ngày 24 tháng 6 năm 2022.